Chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ Porto và câu lạc bộ Manchester United. Đây là trận đấu thuộc lượt trận thứ hai của đấu trường UEFA Europa League và trận này sẽ được diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 4 tháng 10 và theo đánh giá hai đội sẽ đá với mức kèo chính là kèo đồng, mức kèo cũng có thể tăng 0,25 và tăng lên nữa là 0,5, đó là mức kèo phụ do Manchester United sẽ chấp Porto, mức tài xỉu là 2,5, 2,75 và 2,25 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có nhóm Zalo và Telegram cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả, kết bạn Zalo hoặc ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên và sẵn tiện tham khảo về những kèo bóng khác nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận này. Trong quá khứ thì Porto và Manchester United cũng đã có rất nhiều lần gặp nhau và 5 lần gặp nhau gần đây nhất thì Porto thắng 1, hòa 2 và thua 2 trước Manchester United. 5 trận thi đấu gần nhất của Porto, Porto thắng 3, hòa 1 và thua 1. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Manchester United thì Man United thắng 2, hòa 2 và thua 1. Và ở lần đối đầu này với mức kèo như thế này thì theo nhận định của mình, lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Manchester United mức kèo đồng nha. Vì sao? Thứ nhất, nếu mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại, Manchester United vẫn đang được đánh giá là nhỉnh hơn Porto đôi chút. Thứ hai nữa thì chọn mức kèo đồng đi. Nếu như trận này mà hai đội có một kết quả hòa thì chúng ta chọn Manchester United, chúng ta cũng không thua kèo. Và thứ ba nữa thì xét về phong độ và thành tích đối đầu của hai đội ở những lượt trận gần đây thì mặc dù là phong độ hai đội nó cũng đang khá cân bằng, nhưng mà cái thành tích đối đầu của Manchester United trước Porto thì Manchester United vẫn đang có một chút lợi thế hơn. Ở lượt trận này thì Manchester United họ sẽ có được đầy đủ lực lượng để đến làm khách trước Porto, thì biết đâu Manchester United họ sẽ làm nên chuyện với một chiến thắng trước Porto thì sao. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Manchester United kèo đồng, mình nghĩ cũng sẽ rất là sáng cho các bạn. Mức tài xỉu là 2,5, 2,75 và 2,25. Những lần gặp nhau trước đây của hai đội á, thì đa phần là cũng có từ 3 hoặc 4 bàn trở lên. Cái phong độ của hai đội nó cũng đang ổn định và hiệu suất ghi bàn nó cũng tốt. Thì dự đoán là cuộc đối đầu này tiếp tục sẽ là cuộc đối đầu hấp dẫn và sẽ có nhiều bàn thắng được ghi. Có thể là 2-1 nghiêng về cho Manchester United hoặc 3-2. Bạn nào tin tưởng mình nữa ưu tiên chọn kèo tài nha. Ở mức hiệp 1, mức kèo là kèo đồng và tài sẽ là một trái. Dự đoán hiệp 1 với thực lực nhỉnh hơn và đối chơi chặt chẽ hơn thì có thể là Manchester United họ sẽ có được một hoặc hai bàn dẫn trước. Hiệp một các bạn chọn Manchester United nha. Và canh tài còn từ một trái trở xuống thì vào. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn Manchester United và tài. Ở hiệp một cũng vậy. Chúc các bạn may mắn.